Phật. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021. Mình tiếp tục học Pháp Đàm online. Tuần trước thì mình đang bàn về thẳng trí, tức là các loại thần thông do thực hành thiền định. Mình căn cứ trên cái văn bản của bản Thánh Tịnh Đạo. Và bây giờ mình tiếp tục cái phần đó. Bên kia đó, mình được khi mà đi vào cái đoạn 54, vì đoạn này là nói tới 8 bước. Cho nên bây giờ 8 bước thì bây giờ nhiều khi các sơ quý vị quên. Cho nên bây giờ mình phải trở lui lại để mình coi thử 8 bước này là 8 bước gì. Rồi sau đó mình đi tiếp. Mình trở lại cái đoạn 53 đấy ha. Đoạn trước đó một đoạn. Là ở đây đó, là khi nói về thần túc. Thì trong kinh nói rằng là này các tỳ kheo. Nếu một tỳ kheo có định, có nhất tâm, được hỗ trợ bởi dục, thì đó gọi là định do dục, vì ấy làm khởi dày dục đối với sự không sanh khởi của những ác pháp đã sinh, nỗ lực, cố gắng, tinh cần, phấn đấu. Vì ấy làm khởi dày dục đối với sự phát sinh những thiền pháp chưa phát sinh. Vì ấy khởi dày dục đối với sự duy trì, sự không biến mất, sự tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển và viên mãn những thiền pháp đã sinh, cố gắng, nỗ lực, tinh tận cần, phấn đấu. Đây là bốn trường hợp của pháp căn giới. Từ pháp căn giới này đó, thì nó cũng đồng nghĩa với là tự chánh căn đó, tức là thần trư tú bảo á. Bởi vậy dục này và định do dục này và bốn pháp căn giới này gọi là con đường đưa đến năng lực hay là căn bản thành công, con đường có định do dục và tính tấn. Và ý nghĩa cần được hiểu theo cách này trong trường hợp những căn bản thành công khác. Cho nên bất cứ những cái thành công nào mình muốn có thành công đó là có ba yếu tố. Bởi vì thầy thứ nhất là có định. Thứ hai là có dục. Thứ ba là có tinh tấn. Ở đây đó, thật ra là nó thiếu một cái. Thiếu đó là thường thường mình hay nghe trong tự như ý túc. Ở đây thì chỉ nói ba ý chính này thôi. Bởi vì tự định tự như ý túc, tức là bốn cái phương tiện để mà mình có được ngoài sự thành công như ý thì gọi là tự như ý túc ha. Thì tự như ý túc là mình có là dục, cần, tâm và thẩm. Thì ở đây mình thấy dục ở đây cũng có dục này. Cần tức là tinh tấn, tâm tức là định và thẩm sát tức là trí tuệ. Nhưng vì sao cái phần này bỏ bớt trí tuệ? Bởi vì phần này đó đang nói về thiền định. Thì trong thiền định á thì ba cái yếu tố này là mạnh nhất. Cho nên khi nào một người mà muốn có được một cái sự thành công gì, mình thấy ở trong ngoài đời cũng vậy, mà ở trong cái sự tu tập cũng vậy. Muốn thành công thì quý vị thấy đầu tiên mình phải có ý muốn rồi đó. Mình phải muốn làm việc, muốn thành công. Chứ còn bây giờ đó, một người mà họ chán đời hết rồi mà kêu họ đi làm cái này cái kia mà họ không thích làm, thì ngay cái từ đầu tiên mà không thích làm rồi thì làm sao cũng không thể có bước thứ hai, thứ ba. Cho nên mình muốn làm cái gì mà thành công thì đầu tiên phải có ý muốn. Ví dụ như quý vị muốn là học giỏi, muốn học Phật hành cho giỏi. Bây giờ mình nghĩ mình lớn tuổi rồi, mình không có ham tiền bạc nữa, mình ham địa vị danh vọng nữa. Bây giờ những cái thời năm tháng còn lại á, làm sao mình để dành vốn liếng tư trang cho kịp sau. Vậy thì bây giờ đó mình khởi lên mình muốn cái gì đây? Khi mình ra đi mình muốn cái gì? Mình muốn thiền pháp phải không? Mà thiền pháp á, nó có ba loại thiền pháp này. Là pháp phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật chất, một người mà đầy đủ phước có phải có ba loại phước: phước vật chất, phước đức hành và phước trí tuệ. Bởi vì thấy một người sinh ra mà có đầy đủ ba cái thứ đó thì không có thua ai cả. Vật chất là không có nghèo, chỉ cần không nghèo thôi, không nghèo túng thôi, đủ ăn đủ mặc là tốt rồi, mà giàu có thì càng tốt nữa. Thật ra có nhiều người họ nghĩ rằng là đạo Phật là cứ chuyên sống khổ hành, rồi cứ nghĩ rằng không thích cho người ta giàu, không muốn giàu. Chứ thật sự ra đó, Đức Phật ngay đâu có cấm người ta giàu. Mà trong lịch sử của Phật giáo thì có rất là nhiều vị đại thị chủ vô cùng giàu có.
trải vàng mua đất khác, như là ông Sơ Cấp Cô Độc, hoặc là như bà Visakha mà bà để quên cái áo choàng của bà mà bằng một bằng loại lụa rất là đẹp, bằng bằng loại vải rất là đẹp mà lại đựng đỉnh kim cương, đến nỗi mà khi mà bà để quên tại tỉnh xã đó thì Đức Ngài Ananda cất giùm cho bà. Đến khi mà bà tới lại thì ngài đưa lại cho bà đó, thì bà mới nghĩ rằng là cái áo này nếu như mà mình quên chỗ khác thì mình cũng đã mất rồi, mà bây giờ mình được cho lại như vậy đó, thôi thì lấy cái này làm phước đấy. Thì bà mới kêu là bạn bà kêu bà bạn cái áo đó, để bạn cái áo khoác đó để bà lấy tiền bà xây chùa. Thì bà mà không ai có đủ tiền để mua cả. Cuối cùng từ bà bỏ tiền ra lại, bà bỏ ra 9 triệu đồng tiền vàng để mua lại cái áo đó và đem đi xây cái chùa. Và cái chùa đó là gần cái chùa Kỳ Viên ở bên Ấn Độ đó, mà chùa đó đặt tên là chùa Đông Phương Tự, Pupparama. Puppa là phương đông và Arama là ngôi chùa đó, gọi là Đông Phương Tự. Thì như vậy đó, người ta mà có ý muốn mà người ta đang nói là tới đó có ba loại phước được, ba loại phước là phước vật, phước đức và phước trí. Vậy thì muốn có phước vật chất thì mình phải bố thí. Cái nhân nào thì quả đó, muốn có vật chất thì bây giờ mình nên bố thí. Mà bố thí không cần phải bố thí nhiều. Mỗi ngày quý vị đi chợ, mình cho người nghèo 50.000, cho người ta cái bánh, cho người ta lông gạo khi người ta tự xin đó. Hoặc là cho chim ăn, cho cá ăn cũng là bố thí đấy. Rồi muốn có đức hạnh thì phải giữ giới. Một người mà họ có người nói người ta sống ở người đó có đức hạnh là sao? Không sạch sanh, trộm cắp, tà dâm, không hại ai, gọi là có giới đức, không nói dối. Thì đó là đức hạnh. Và muốn có trí tuệ thì phải hành thiền. Mà hành thiền đừng có nghĩ xa là ô mình phải ngồi nhiều rồi mình phải đi tương thiền nhiều. Thật ra chỉ cần chánh niệm, tỉnh giác mà trong khi ngồi cũng như trong khi đứng, trong khi đi, trong khi làm việc thì gọi là hành thiền rồi. Nhưng mà nếu như có cơ hội mình hành thiền cho sâu để mình quán chiếu cho rõ danh sắc thì càng tốt hơn. Thì như cái hành thiền đó là cái nhân phát sinh cho trí tuệ. Vậy thì bây giờ mình xác định rồi thì mình phải có cái tâm khởi lên muốn bố thí, trì giới, hành thiền. Và muốn như vậy đó không phải muốn là đủ mà phải có sự tinh tấn. Bởi vì nhiều khi mình làm biển, nhiều khi dễ vui, muốn hành thiền nhưng mà ham coi phim, muốn bố thí nhưng mà mình ham ăn, ham ngủ. Ham mua sắm thì tiền đâu nữa mà cho người khác, giúp người khác, ví dụ vậy ha. Rồi không những có tinh tấn mà cần phần có sự định tâm. Mình làm cái gì muốn thành công là phải có sự định tâm, tâm không có tán loạn. Và cái cuối cùng là phải có trí tuệ thẩm sát để xem cách nào làm đúng, cách nào làm sai. Đó gọi là tự như ý túc, hoặc còn gọi là tự thân túc. Thì ở trong định này cũng vậy, là muốn dục và định. Và bốn cái pháp căn giới này gọi là con đường đưa đến năng lực hay là căn bản thành công. Bây giờ đi qua đầu tiên, đoạn tiếp theo là nói về 8 bước cần được hiểu, đó là 8 khởi đầu tự dục. Vì điều này được nói, gì là 8 bước? Cái này là trích từ trong bộ mà Patisamphida Magga, tức là Vô Ngại Giải Đạo, là trong thuộc tiểu bộ kinh á. Mà quý vị thấy thế này này, càng khi mà ngài mình đọc tại từng cái đoạn mà thầy nói tại đâu mà trích từ đó đó, là mình mới thấy là ngày xưa mà thời đó chưa có sách, chưa có hệ thống thư viện, chỉ có mạng vi tính đó, mà các ngài nói tại đâu là trích tại đó. Mình cũng phải rất là nể phục các ngài đó. Gì là 8 bước? Nếu một tỳ kheo có định, có nhất tâm, được hỗ trợ bởi dục, khi ấy dục không là định, định không là dục, dục khác, định khác. Thì mình thấy rõ ràng thôi ha. Dục là một cái tâm sở khác, mà định là một cái tâm sở khác. Nếu một tỳ kheo hỗ trợ bởi tinh tấn, hỗ trợ bởi sự thanh tịnh tự nhiên của tâm, hỗ trợ bởi trạch pháp, thì trạch pháp không phải định, định không phải là trạch pháp. Trạch pháp khác và định khác. Ở đây đưa vào cái yếu tố trạch pháp á. Trạch pháp là một cái chi ở trong thất giác chi á. Thì trạch pháp á chính là gì? Phân biệt rõ đâu là pháp thiền, đâu là pháp bất thiền, đâu là nhân, đâu là quả. Cho nên cái trạch pháp thì nói là cái tên như vậy là để nói đến cái công dụng của nó. Chứ thật sự ra chi pháp của trạch pháp nó chính là trí tuệ. Cho nên là một người tu tập mà có được hỗ trợ bởi trí tuệ thì trí tuệ nó không phải là định, và định thì không phải là trí tuệ.
Tám bước đưa đến năng lực này dẫn đến sự chứng đắc thần thông, đến vô úy nhờ thần thông. Vì ở đây nó là dục gồm trong ước muốn khởi lên thần thông. Dục ấy được phối hợp với định và ước muốn ấy đưa đến sự chứng đắc thần thông. Đó nên đầu tiên, một người mà muốn có thần thông thì đầu tiên người đó phải có một cái sự là ước muốn khởi lên thần thông cái đã. Còn mà mình không có mong của thần thông thì mình có ước muốn khởi lên. Cho nên đầu tiên là phải có ước muốn. Thì ước muốn được gọi là dục đó. Thì cái dục ấy mới phối hợp với định. Nó phải có định nha. Định mà thậm chí định lên tới tứ thiên lận, nhưng phải định sơ thiên thôi. Và hai cái cộng lại với nhau thì ước muốn ấy mới đưa đến sự chứng đắc thần thông. Và tương tự với trường hợp tinh tấn cũng vậy. Nó cũng phải có kết hợp với tinh tấn, với trí tuệ vân vân. Bây giờ nói tới mục tiếp theo gọi là 16 căn đệ. Căn đệ, căn là cội rễ, là nguồn gốc, và đệ là cái đáy. Căn đệ tức là tầng gốc rễ, chữ gốc rễ, tầng đáy, tầng dưới, nền tảng của cái vấn đề đó. Cái chữ đệ này đó, quý vị chữ đệ là đảo đệ, tức là đến tầng đáy, đến tầng gốc luôn. Hoặc là thầy Viên Minh có một cái bài thơ tiếng Hán rất là hay, trong đó có cái chữ đệ là thiên đệ nguyệt đó. Một bài thơ bằng tiếng Hán rất là hay, không biết quý vị có nhớ bài này không? Bài này thì sư cô rất là tâm đắc trong số những cái bài thơ của thầy. Đó là bài Viễn viễn phong đầu phi, vong sử điệu vô quy, hốt phùng thiên đệ nguyệt, quy hà vi. Bây giờ mình dịch ra từng chữ ha. Viễn viễn là xa xa, phong đầu phi là bay trên đầu ngọn gió, phi là bay. Đầu, phong đầu tức là đầu ngọn gió, xa xa bay ở trên đầu ngọn gió. Vong sử điệu vô quy, vong sử tức là quên cái xứ sở rồi. Và điệu vô quy là con chim này nó không có cái chỗ để mà trở về, nó quên xứ sở, không biết của chỗ nào để mà trở về, mà đang bay trên đầu ngọn gió vậy đó. Nên mình thấy một cái hình ảnh cái con chim nó bay giữa đầu ngọn gió. Đầu ngọn gió là gì? Là những cái khó khăn, những cái trở ngại, và giữa cái đầu trời mênh mông con chim bay mà không biết bay về đâu. Đó là hai câu đầu á, là diễn tả một cái trạng thái rất là mông lung, rất là mơ hồ, rất là lạc lõng. Nhưng mà câu thứ ba đó là hốt phùng thiên đệ nguyệt. Hốt là bỗng nhiên, phùng là gặp được, thấy được, thiên đệ nguyệt. Nguyệt á, là vầng trăng, và thiên đệ là chân trời. Đệ tức là chân, là đẩy đó ha. Thiên đệ nguyệt là hột nhiên, bỗng nhiên nó thấy được cái vầng trăng ở cuối chân trời á. Thấy được vầng trăng ở cuối chân trời là gì? Như là thấy được chân lý rồi, thấy được pháp rồi. Vậy thì quy hà là về đâu? Và quý hà vi về để làm gì nữa? Tức là mình thấy chân lý đó, tức là khi mình hiểu được đâu cũng như vậy thôi, ngay tại đây và bây giờ, thì chỉ cần sống mà mình biết mình ngay đây và bây giờ, và mình bằng lòng với nó thì không cần đi đâu nữa, không cần về đâu nữa, và về để làm gì nữa. Thì cũng giống như mình cuộc đời mình đang phiêu lãng băng bồng bình, mà mình không biết làm gì, không biết đi về đâu, rất là lạc lõng. Thì nhiều người trong đời này như vậy đó. Nhưng mà bây giờ khi mình thấy được Phật pháp, mình hiểu được Đức Phật dạy rằng là niết bàn không ở đâu xa, hạnh phúc không ở đâu xa, mà ngay tại những gì mình đang có, ngay tại nơi mình đang đứng, mình đang ngồi, chỉ ngay tại trong cái thân tâm này, mà mình thấy rõ mọi thứ, thì mình không còn mong cầu, không còn tiếc nuối gì cả. Vậy thì khi đó mình đâu cần đi đâu về đâu nữa. Thì tự nhiên thấy cái chữ căn đệ này đó, cũng đang nói chuyện Phật học Phật thành đó, cho nên nói cái bài thơ này ra để quý vị thấy đó là cái thơ nó rất là hay ở cái chỗ đó. Trong cái câu này không nói gì Phật pháp hết, quý vị thấy không? Nếu như mà thơ đó, phải nói rằng là đây là một cái bài thơ mà là trong thơ cỏ hòa đó. Bài thơ này là mình nhìn cái chị nói là sau xa xa đầu ngọn gió có con chim nó không biết xứ sở đâu mà bay về, quên xứ rồi, bỗng nhiên nó thấy cái mặt có ánh trăng, cái vầng trăng của chân trời, cho nên về đâu về làm gì nữa. Không hề có một cái chữ nào là đạo hay thiền hay là Phật pháp gì trong cả. Nhưng mà mình đọc á, là mình biết được cái ý thiền, ý đạo ở trong đó. Thì đó mới chính là thơ, đó mới chính là thơ thiền. Cho nên có nhiều người nói làm thơ thiền, cứ đem cái chữ ra là cứ đam giống như bài kệ á, là có như là thiền định,
chứng sơ thiền được an lạc cái này kia đó. Đó là một cách nói, đó là kinh, là văn, chứ nó không phải là thơ. Mà thơ tức là chỉ dùng hình ảnh thôi, những cái hình ảnh rất là bình thường, mà qua cái hình ảnh đó này là gợi cho mình lên được điều gì à, thì đó chính thật là thơ thiền, mặc dù không có một cái chữ thiền nào hết ha. Cho nên sau này quý vị làm thơ thiền, quý vị nhớ nghe, không cần để một cái chữ thiền nào vào trong, nhưng mà người ta đọc ra mình nhận ra ngay đó là ý thiền. Thiên đệ nguyệt ha, hốt phùng thiên đệ nguyệt. Rồi bây giờ mình trở lại nha. Bây giờ nói tới 16 căn đệ. Sự bất động của tâm cần được hiểu theo 16 kiểu. Đầu tiên mình cái chữ sự bất động của tâm này. Tâm mà tới cái mức mà bất động á, không còn bị dao động, không còn bị tán loạn nữa, tức là chỉ có tâm ở trong định thôi. Gì là 16 căn đệ của thành công? Tâm không chán chường thì không bị lay động bởi giải đại nhạc chớm, cho nên nó bất động. Người mà đã chán chường rồi đó thì không muốn làm gì hết trơn, mà đã không làm gì giải đại lười biếng thì cái tâm đó là cái tâm gì, làm sao mà gọi cái tâm đó, làm sao bất động được, tâm đó vô cùng lay động luôn, nó rất là yếu kém. À, nhưng một người mà tâm không chán chường thì tâm đó bất động, mà ngược lại cũng không chán chường mà cũng không mừng rỡ. À, tâm không mừng rỡ thì không bị lay động bởi trào cử, bởi vậy nó bất động. Quý vị thấy không? Không có đi qua hai cực đoan đó. Cực đoan thứ nhất là chán chường, mà cực đoan thứ hai là mừng rỡ. À, cho nên khi mà người ta hành thiền, hỷ người ta cũng phải bỏ đi đó, bởi vì hỷ nó cũng vẫn còn bị lay động bởi trào cử đó. Thứ ba là tâm không bị chán, không bị lôi cuốn thì không bị lay động bởi tham dục, do vậy nó bất động. À, không bị lôi cuốn tức là không tham. Còn mình tâm mình mà còn tham nhiều là mình dễ bị lôi cuốn lắm. À, mình lôi cuốn, bị lôi cuốn bởi sắc, bởi thanh, bởi hương, bởi vị, bởi xúc. Tâm không chán ghét thì không bị lay động bởi ác ý, do vậy nó bất động. À, tức là nói tại trên kia là tâm không tham, vậy đây là tâm không sân. À, tâm mình á, mà khi mình có ác ý, khi mà mình ghét ai rồi đó, à, cái tâm của mình nó cũng yếu lắm. Bởi vì thấy ra, bởi vì sao mà yếu? Bởi vì á, là mình ghét ai là mình thật sự là mình bị cái người kia tác động dữ lắm. À, người kia họ họ nói một câu mình thấy bực, họ nhìn mình cái mình thấy bực đó. Thì như vậy là bực, người ta làm cho mình bực là tức là mình bị đồng rồi, bị lay động rồi. Còn mình không ghét ai cả thì làm sao mà họ lay động mình được. À, tiếp theo là tâm độc lập thì không bị lay động bởi tà kiến, do vậy nó bất động. À, không bị lay bởi tà kiến. Độc lập là sao? Là mình không có bám víu vào một cái chủ thuyết, một học thuyết, một cái tín ngưỡng nào cả. Mình có cái sự độc lập tư duy thì như vậy là không bị lay động bởi tà kiến, thì nó cũng trở nên bất động. Tâm không vướng mắc thì không lay động vì dục tham, do vậy nó bất động. À, trên kia là tâm không mừng rỡ hoặc là không bị lôi cuốn ha. Tâm không bị lôi cuốn, lôi cuốn cái động từ lôi cuốn thì nó mạnh hơn là bằng cái từ vướng mắc ha. À, lôi cuốn thì mình bị cuốn hút theo, mình hầu như mình không còn cái sự mà chống đỡ được nữa, nhưng mà cũng như vướng mắc thì nó hơi nhẹ thôi, đúng không? Nhưng mặc dù có nhẹ hơn đi nữa đó thì mình cũng bị nó lay động chứ. À, vướng mắc ví dụ như là mình vẫn còn thích, ví dụ như đã đi tu rồi nhưng mà mình vẫn thích thế là tu cái chỗ nào nó yên tĩnh chút, chứ còn cái chỗ mà ồn là mình bực lắm, thì như vậy là vướng mắc có chỗ yên tĩnh rồi. Rồi mình ở tới tới chùa là phải ở thích ở cái chùa nào đẹp đẹp đó. À, còn cái chùa mà chật chội xấu xí mình cũng ưa, thì đó cũng là một cái dạng vướng mắc. Tâm giải thoát thì không lay động vì năm dục, do vậy nó bất động. À, giải thoát, tâm giải thoát thì nó bất động, nó phải rồi ha. Mà giải thoát được, giải thích là gì? Không có bị vướng bận bởi năm dục nữa. À, là sắc thanh hương vị xúc đó. Tâm không liên hệ đến cấu uế thì không lay động vì cấu uế, do vậy nó bất động. Cấu uế ở đây tức là nói tất cả các loại phiền não đó. Tâm mà không còn phiền não thì phiền não nó không có thể tác động tới mình nữa, cho nên nó bất động.
Tâm không còn rào ngăn thì không bị lay động bởi cái rào ngăn cấu uế, do vậy nó bất động. Không còn rào ngăn thì không bị lay động bởi cái rào ngăn cấu uế. Rào ngăn ở đây tức là mình chưa có được tự tại, cho nên phải luôn luôn cố gắng này kia đó. Thì những và đôi lúc là cũng là mình cũng phải gồng mình lên, thì những cái mà gồng mình lên đó, nhưng mà trong tâm, nhưng mà cái gồng mình này đó, nó có một cái nó để mà chứng tỏ hay cái gì đó đó ha, thì nó cũng khiến cho mình bị lay động. Tâm chuyên nhất thì không bị lay động bởi cấu uế của sai biệt, do vậy nó bất động. Chuyên nhất và chữ sai biệt là mình thấy sai biệt tức là cái tâm mà để ý tới nhiều chuyện quá, cái chi mình cũng muốn chen vào hết đó, thì gọi là tâm không chuyên nhất. Ví dụ như vào học cũng vậy đó, có người mà nghe lớp nào học cả, học cái gì cũng học, mà thậm chí có những cái mình không có dùng tới, mà cũng không cần thiết, không lợi ích gì cả. Ví dụ như bây giờ mình nghe người ta dạy đàn đi học đàn, nghe người ta dạy thanh nhạc đi học thanh nhạc, nghe dạy dạy bơi đi học bơi, nghe dạy và đi đánh động vũ câu đi đánh vũ câu, rồi nghe học học hòa, học thơ, học Phật pháp, cái gì học cả. Thì như vậy cái gì học á, bả người ta gọi là bả nghề bả trí vị trí bả lạc á, 100 nghề mà nghề nào không biết, cái coi như cuối cùng là thành tâm bày tâm bà, không có làm cái gì được cả. Mà ngược lại ngoài đời người ta cũng nói cái câu là nhất nghề tính nhất thân vinh, chỉ cần mình tính xảo một nghề thôi thì người, tức là sẽ có cái sự vinh quang cả đời rồi. Cho nên gọi là nhất nghề tính nhất thân vinh. Ngay vào tu cũng vậy, mình tu là mình chỉ hành cái pháp nào, mình cứ chuyên nhất mà hành cái pháp đó. Chứ còn bây giờ là hôm nay thì nghe hành pháp này, hôm sau nghe hành pháp khác đi thử. Người ta hay có cái từ gọi là đi ăn cơm nếm, thử này, chỗ này chút, thử chỗ kia chút. Thì cứ như vậy thì cái tâm nó không chuyên nhất, thì nó không thể bất động được. Tâm tăng cường về tín thì không bị lay động bởi bất tín, do vậy nó bất động. Tâm người mà có tín tâm mà chắc vững chắc thì không bị lay động. Tâm tăng cường bởi tấn thì không bị lay động vì giải đại, do vậy nó bất động. Đương nhiên rồi ha, tâm mà tinh tấn thì nó mạnh hơn cái tâm là đại đại. Tâm tăng cường bởi niệm thì không bị lay động vì thất niệm, do vậy nó bất động. Mình luôn luôn cố gắng để luôn luôn duy trì cái sự chánh niệm thì tâm nó rất là vững vàng. Tâm tăng cường với định thì không lay động vì trào cử, do vậy nó bất động. Định tâm. Tâm tăng cường bởi tuệ thì không lay động vì ngu si, do vậy nó bất động. Tâm được chiếu sáng thì không bị lay động vì bóng tối vô minh, do vậy nó bất động. 16 cội rễ của thành công này đưa đến sự chứng đắc thần thông, đến vô úy nhờ thần thông. Đoạn này là trích từ Bộ Ngài Giải Đạo tập 2 trang 276. Dĩ nhiên ý nghĩa này cũng đã được an lập bởi lời nói là khi tâm định tĩnh của vị ấy, vân vân. Nhưng nó được nói lại với mục đích nêu rõ rằng sơ thiền vân vân là ba bình diện, ba căn đệ, hay là con đường, ba bước, ba gốc rễ của các năng lực thần thông. Và phương pháp được nói đầu tiên là phương pháp trình bày trong các kinh, còn đây là cách nó được trình bày trong Patisamphida. Bởi vậy nó đã được nói lại vì muốn tránh lẫn lộn trong mỗi trường hợp của hai trường hợp. Trên kia thì chỉ nói ba gốc rễ hay ba gốc rễ thôi, là hồi nãy đó là định, là dục và tinh tấn. Còn dưới này thì nói tới 16 gốc rễ. Bây giờ một gốc tiếp theo là vị ấy quyết định đối với trí. Khi vị ấy đã hoàn tất những việc gồm những bình diện, căn bản, những bước, những gốc rễ của thành công rồi, thì hành giả nhập thiền kể như căn bản cho thẳng trí và xuất thiền. Đây giờ bắt đầu nói tới cái đoạn là thực hiện thần thông này. Tức là đầu tiên là vị đó phải nhập thiền trước, và thiền mà như căn bản cho thẳng trí, tức là tự thiền đó, và sau đó là phải xuất thiền nha. Bởi vì vô trong thiền rồi thì nó chỉ có là tâm gì để đến một cái đề mục đó thôi, chứ nó không thể hưởng qua một cái tâm khác, đề mục khác. Cho nên vì đó trên căn bản cái tâm đã lặng như vậy rồi đó, là tâm đã có đầy đủ những cái là định tâm rồi, là cái sự vững vàng rồi, thì bắt đầu vì đó xuất thiền. Rồi nếu vị ấy muốn biến thành 100, vị ấy làm công việc tiên quyết như sau:
ta hãy biến ra 100, ta hãy biến ra 100. Sau đó lại nhập thiền, kể như căn bản cho thẳng trí, lại xuất và làm quyết định. Vì ấy biến thành 100 người cùng lúc với tâm quyết định. Cùng phương pháp đó cũng áp dụng cho trường hợp 1000 vân vân. Nếu không thành công cách ấy thì nên làm công việc tiến quyết lần thứ hai, nhập thiền, xuất và quyết định một lần nữa. Vì luận tương ứng nói rằng có thể làm 1 hay 2 lần. Ở đây định ở trong thiền căn bản có sơ tưởng làm đối tượng cho nó. Nhưng mà các tâm trong công việc tiến quyết thì có 100 hay 1000 làm đối tượng cho chúng. Và những cái đối tượng sau này là những tưởng thật chứ không phải là những khái niệm. Tâm quyết định cũng thế, có 100 hay là 1000 làm đối tượng cho nó. Tâm ấy chỉ khởi lên một lần. Kế tiếp là tâm chuyển tánh Gotrafu, như trong trường hợp định an chỉ đã mô tả ở chương 4 đoạn 78, và nó thuộc ở tâm sắc giới tự thiền. Thì ở đấy mình để ý là có hai lần. Lần thứ nhất gọi là công việc tiến quyết. À, tiến quyết tức là cái quyết tâm đầu tiên. Là đầu tiên là nói ta biển, hãy biển ra 100. Sau đó nhập vô thiền lại. Rồi mình xuất ra. Rồi khi đó mới làm cái thứ hai gọi là quyết định. Và cùng với quyết định là khi đó là biến thành 100 luôn. À. Trong bộ Patisamphida, tức là bộ Vô Ngại Giải Đạo, có nói: bình thường một vì ấy tác ý biến minh thành nhiều, hay 100, 1000, 100.000. Sau khi tác ý vì ấy quyết định với trí, ta hãy biến thành nhiều và vì ấy biến ra nhiều, như trường hợp đại đức Chulapanthaka. Ở đây vì ấy tác ý chỉ cho công việc tiến quyết mà thôi. Sau khi tác ý vì ấy quyết định với trí là nói đến trí của thẳng trí. Do đó vì ấy tác ý đến nhiều. Sau đó vì ấy đắc định với tâm cuối cùng của công việc tiến quyết. Sau khi xuất khỏi thiền, vì ấy lại tác ý, ta hãy biến thành nhiều. Sau đó vì ấy quyết định bằng cái tâm duy nhất thuộc về trí của thần thông. Tâm này đã khởi lên kế tiếp 3 hay 4 tâm chuẩn bị đã khởi, và nó có tên là quyết định, do vì nó làm quyết định. Đây là ý nghĩa cần được hiểu ở đây. Giống như đại đức Chulapanthaka được nói để điêu lưu lên một cái trường hợp thân chứng của trạng thái nhiều này. Câu chuyện như sau: có hai anh em tên là Panthaka. Panthaka có nghĩa là con đường, vì họ được sinh ra giữa đường. Người anh tên là Mahapanthaka, xuất gia đắc A La Hán quả cùng với 4 vô ngại giải. Khi đã đắc A La Hán quả, ngài làm cho người em cũng xuất gia và giao cho em một bài kệ. Bài kệ đó là: như hoa sen Coca-Nada thơm ngát, nở ra buổi sáng với hương ngào ngạt. Hãy nhìn đấng có tay chân sáng chói, rực rỡ như vầng mặt trời, rạng chiếu nên trời. Trích từ Tương Ưng Bộ Kinh tập 3 trang 239. 4 tháng đã trôi qua mà người em cũng không thuộc bài kệ. Khi ấy vị trưởng lão nói: ngươi thật là vô ích ở trong cái giáo pháp này. Và ngài đuổi em ra khỏi chùa. Vào lúc ấy, vị trưởng lão phụ trách phân phối chúng tăng thọ thực tại nhà đàn Việt Sivaka đi đến vị trưởng lão và bạch đại đức: con xin được thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ kheo thọ thực tại nhà con. Vị đại đức nhận lời và bảo: tôi nhận lời để cho tất cả đều đi, chỉ trừ Chulapanthaka. Chulapanthaka mới đứng khóc ở cổng tu viện. Đức Thế Tôn với thiên nhãn trông thấy bèn đi đến ông ta và hỏi là tại sao con khóc. Ngài hỏi và được nghe những cái gì đã xảy ra. Đức Thế Tôn dạy: không người nào ở trong giáo pháp của ta lại bị coi là vô dụng chỉ vì không thuộc một bài kệ. Đừng sâu não khởi tỳ kheo. Rồi ngài dắt tay ông đi vào tinh xã. Ngài dùng thần lực biển ra một miếng vải trao cho ông và bảo: này tỳ kheo, hãy chà sát cái này và tiếp tục nói nhiều lần: dạy lau bụi, dạy lau bụi. Khi làm theo lời dạy thì miệng dạ trở nên màu đen. Vị tỳ kheo đi đến nhận thức như sau: mạnh vải nó vốn sạch, không có gì quỷ đến nó, chỉ có chấp ngã là sai lầm. Vị ấy dùng trí này để quán nắm uẩn, nhờ tăng tề giác và vị ấy đạt đến trí thuần thứ và trí chuyển tánh. Khi ấy Thế Tôn mới thốt lên cái bài kệ soi sáng như sau: chỉnh tham dục,
không phải bụi, ta gọi cấu uế. Cấu uế chính là một danh từ chỉ cho tham. Tham này bậc trí từ bỏ và an trú. Chấp trì pháp của bậc vô tham chính là sân nhuế, không phải bụi, gọi là cấu uế. Cũng vậy chỉnh si không phải bụi, gọi là cấu uế. Và cấu uế chính là một danh từ chỉ cho si. Si bậc trí từ bỏ và an trú. Chấp trì pháp của bậc vô si. ND. À, đây là việc tác của chị Nít Đê Sát. À, tập 1 ha. Khi bài kệ chấm dứt thì Đại Đức Chulapantaka đạt được 9 thiền siêu thế. À, hoặc là 9 pháp siêu thế. Siêu permanent states. Đúng ra phải dùng là pháp chứ không phải dùng chữ thiền được. 9 pháp siêu thế. 9 pháp siêu thế là gì? Là 4 đào, 4 quả và niết bàn. Siêu permanent states. Nhưng mà vì cái bạn cái người này dịch thì thầy chỉ stay mà là dịch chữ thiên nó không có được, phải dịch là 9 pháp siêu thế. Bởi vì là bốn đào, bốn quả và niết bàn. Niết bàn thì đâu gọi là thiên, mà các tâm đào tâm quả cũng gọi là thiên, cho nên phải dịch là 9 pháp siêu thế cùng với bốn vô ngại biện, tức là tứ vô ngại giải đó, và 6 loài thẳng trí. Hôm sau đấng đạo sư đi đến nhà Sivaka cùng với tăng đoàn. Rồi sau lễ tục dâng nước để mà rửa tay trước khi cúng dâng thức ăn, khi chảo được phân phối thì Đức Thế Tôn đầy bát lại. Ông Sivaka mới hỏi là bạch ngài, có chuyện gì thế? Đức Phật trả lời là còn một cái tỳ kheo ở trong tu viện nữa. Gia chủ liền phải một người nhà bảo đi nhanh lên và trở lại với vị đại đức. Thì khi Đức Thế Tôn đã rời khỏi tinh xá, bây giờ sau khi biển mình thành 1.000 người Pantaka ngồi trong rừng xoài mát mẻ cho đến khi thời tiết được thông báo. Trích từ trưởng lão đi trưởng lão tăng kệ, trang 563. Khi người kia đi đến và thấy tu viện rực rỡ toàn một màu vàng y, anh ta trở về bảo bạch đại đức, tu viện đầy cả tỳ kheo, con không biết thịnh ông nào. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo hãy đi đến nắm lấy chéo y của người đầu tiên mà người trông thấy và bảo ông ta bậc đạo sư cho gọi ngài và đưa ông ấy đến đây. Anh ta liền đi và nắm lấy chéo ý đại đức. Bỗng chốc những người hỏa hiền đều tăng biển. Và vì đại đức bảo người kia, người đi về trước đi. Và sau khi rửa mặt súc miệng xong, ông ta đi đến trước người kia và vào ngồi vào chỗ đã dành sẵn. Số nhiều người được tạo ra ở đây giống hệt như người có thần thông, bởi vì chúng được tạo ra không có sự khác biệt nào. Khi ấy, bất cứ người gì mà người có thần thông làm, đứng, ngồi, nói, im thì chúng cũng làm giống hệt như vậy. Tức là những người mà tạo ra 1.000 người thì những người kia đó là cái vị người chỉnh, cái vị chỉnh, cái thân chỉnh mà làm cái gì thì những cái thân sau làm y như vậy. Nhưng nếu vị ấy muốn tạo chúng ra khác nhau về hình tướng, một số con trẻ, một số trung niên, một số đã già, hoặc một số tóc dài, một số cao nửa chân, một số thì cao hết tóc, một số hơi tóc hoa râm, một số thì với y nhuộm phớt, một số thì với y nhuộm màu thẫm. Người thì đang giảng pháp, người thì đang tụng kinh, người thì đang hỏi đáp, người thì đang nhuộm y hoặc là máy y hoặc là giặt y vân vân. Hay là hành giả muốn tạo những hàng người khác nữa thì vì ấy phải xuất khỏi thiên căn bản, làm công việc tiên quyết theo cách khởi đầu là hãy hiện ra bao nhiêu vị tỳ kheo còn trẻ vân vân, và vì ấy còn phải nhập thiền, xuất thiền một lần nữa rồi quyết định chúng sẽ biến hóa ra loại như ý muốn, đồng thời với cái tâm quyết định, cùng với một cách giải thích ấy thì cũng áp dụng cho câu từ nhiều vị ấy làm thành một. Nhưng mà có sự khác biệt này, sau khi vị tỳ kheo ấy đã tạo ra tình trạng nhiều như vậy rồi, vị ấy nghĩ ta chỉ kinh hành như là một người mà thôi, như là một ta sẽ đọc kinh hoặc là đặt câu hỏi, hoặc do thiểu dục vị ấy nghĩ tu viện này ít tỳ kheo, nếu có người nào đến thì họ sẽ ngạc nhiên. Tại tất cả những cái vị tỳ kheo này giống nhau như khuôn đúc này thì từ đâu mà đến vậy? Chắc hẳn đây là phép lạ của một vị đức nào đây. Và do đó người ấy sẽ muốn biết về ta. Trong khi đó với mong ước ta hãy trở lại một mà thôi, vị ấy phải nhập thiền căn bản và xuất. Rồi sau khi làm công việc tiên quyết như sau, ta hãy là một. Vì ấy trở lại là một đồng thời với cái tấm quyết định. Nhưng nếu không làm như vậy thì vì ấy vẫn đương nhiên trở lại một sau khi thời gian ẩn định đã trôi qua. Vì ấy xuất hiện và biến mất.
Đây là đang giải thích đó là thần túc thông đó ha, là đầu tiên là vị ấy là từ một biến ra nhiều, rồi từ hai là từ nhiều biến ra một mà. Bây giờ qua thử đoạn tiếp theo đó là vị ấy xuất hiện và biến mất, nghĩa là làm phát sinh sự hiện tượng và làm cho tan biến. Về điểm này thì bộ Patisamphida, tức là bộ Vô Ngại Giải Đạo nói vị ấy xuất hiện có nghĩa là vị ấy không bị cái gì che khuất, không bị giấu khuất, vị ấy hiện hiện rõ rệt. Còn tan biến là vị ấy bị che khuất bởi một cái gì, bị giấu đi, bị đóng kín, bị khuất lấp. Cái này cũng rất từ Vô Ngại Giải Đạo. Khi người có thần thông mà muốn biển hiện thì vị ấy chuyển bóng tối thành ánh sáng, hoặc làm hiện rõ cái bị khuất, hoặc làm cho cái không hiện ra trong tầm mắt có thể hiện ra trong tầm mắt. Bằng cách nào? Nếu vị ấy muốn làm cho tự mình hay một người khác dù đang ở chỗ che khuất hoặc ở cách xa có thể được người ta trông thấy, thì vị ấy xuất khỏi thiền căn bản và tác ý như sau: cái này đang là bóng tối, hãy chuyển thành ánh sáng. Hoặc là cái này đang bị che khuất, hãy hiện ra. Hoặc là cái này không hiện ở nhãn giới, hãy hiện ra ở nhãn giới. Rồi vị ấy làm công việc tiên quyết và quyết định như đã mô tả, và nó trở thành như quyết định đồng thời với tâm quyết định. Khi ấy những người khác thấy hành giả mặc dù ở xa, và chính ông ta cũng thấy nếu muốn. À, như vậy là mình hết cái phần 1 của phần thắng trí. Thì có lẽ hôm nay mình dừng lại ở đây thôi. Bởi vì chiều hôm nay là sư cô phải dạy thêm 4 tiết cho khóa đào tạo từ xa đó. Mà sáng nay mà nói hãy 2 tiếng đồng hồ đó thì nó cũng hơi mệt, sợ chiều dài không nổi. Cho nên hôm nay mình chỉ học cho hết cái phần này, chứ mình có phần khác thì sợ nó cũng hơi lâu. Hôm nay mình học ngắn thôi. Phần còn lại đó để có thể có phải thảo luận, để quý vị có thể muốn bàn luận thêm gì về cái phần thắng trí này, những cái phần mà mình đã đọc tuần trước và tuần này đó, thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Nếu mà thấy quý vị không có câu hỏi gì thì mình có thể nghỉ sớm cũng được. Chắc không ai hỏi ha. Nếu vậy thì thôi mình nghỉ sớm nha. Rồi buổi sau rồi học học nhiều hơn. Buổi sau thì có thể tuần tới là không, có thể không dạy cũng có, bởi vì học từ xa là không phải tuần nào cũng học, có tuần học có tuần nghỉ. Rồi xin mời đại chúng mình chắp tay hồi hướng ha. Y đằng nô nha thì nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta du y đằng nô nha thì nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta du y đằng nô nha thì nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta du y đằng vát ta mê bun nhang a sa va kha ya vâng hô tu. Sa thụ, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ ba ha.